Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 17 giờ ngày 10 tháng 5 là hạn cuối cùng thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau ngày 10 tháng 5, thí sinh không được chỉnh sửa thông tin về bài thi đã đăng ký. Vì vậy, thời điểm này, thí sinh cần đặc biệt lưu ý nếu đã đăng ký dự thi thì đăng nhập lại hệ thống, rà soát thật kỹ, nhất là thông tin cá nhân và bài thi đã đăng ký. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày, 27-28 tháng 6. Thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông bắt buộc phải dự thi 4 bài để xét công nhận tốt nghiệp, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thí sinh chỉ được chọn một trong hai bài tổ hợp này để đăng ký dự thi, không được đăng ký cả hai bài tổ hợp.